Hello, chúc cả nhà mình một ngày mới thật là tuyệt vời, thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng nha. Mỗi ngày á, mình phải luôn luôn vận động cũng như là làm mọi hoạt tìm mọi cách để cho năng lượng của mình tăng lên. Thì người ta thường nói là năng lượng bằng với năng lượng tăng thì ngân lượng mới tăng được, phải không nè? Thì bây giờ là Thủy sau khi đã vận động cho tay chân nó hoạt động rồi, nóng người rồi, bây giờ chuẩn bị đọc sách đây cho não ăn kiến thức nha. Mỗi ngày cứ một chút thôi thì không giỏi, nhưng mà kiên trì thì sẽ được ha. Tiếp tục với cái cuốn sách là Kỹ năng đi trước đam mê. Bữa trước là mình đã đọc xong cái chương số 2 nhỏ, đó là đam mê rất là hiếm hoi, phải phụ thuộc vào thời gian, rồi phải phụ thuộc và phải hiệu ứng, và nó có một hiệu ứng là từ sự tinh thông thì mình sẽ cảm thấy nó đam mê hơn. Rồi bây giờ sẽ qua tiếp theo cái chương số 3, đam mê rất nguy hiểm. Wow, bây giờ là coi thử coi nè. Trong chương này tôi tranh luận về việc tin theo thuyết đam mê có thể khiến bạn kém hạnh phúc hơn. Để nghe tác giả tiếp tục là hơn diễn giải cho mình xem tại sao mà nói kém hạnh phúc hơn nha. Tính nguy hiểm của thuyết đam mê. Kể cả khi bạn đồng ý với luận điểm của tôi rằng thuyết đam mê có lỗ hổng, thì tại thời điểm này bạn vẫn có thể nói rằng ai thèm quan tâm chứ. Bạn có thể sẽ tranh luận rằng nếu thuyết đam mê có thể khuyến khích, thậm chí chỉ với một nhóm người nhỏ, rời bỏ công việc tồi tệ của mình hay thử nghiệm hướng đi mới với sự nghiệp của họ, vậy thì cũng đã tốt lắm rồi. Vậy thì câu chuyện thần tiên này có lan tỏa rộng rãi đến đâu cũng chẳng có gì đáng ngại. Tôi không đồng ý. Càng nghiên cứu về vấn đề này, tôi càng nhận thấy thuyết đam mê thuyết phục mọi người rằng ở đâu đó có một công việc thần kỳ thích hợp đang chờ đợi họ. Và nếu tìm thấy nó, họ sẽ ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là công việc mà họ sinh ra để làm. Và dĩ nhiên, vấn đề là khi họ không tìm ra công việc này, những điều tồi tệ sẽ kéo đến. Và chẳng hạn như nhảy việc liên tục hoặc tự nghi ngờ chính bản thân. Chúng ta có thể thấy ảnh hưởng này qua các số liệu. Cho dù tập trung tối đa vào việc theo đuổi đam mê và tìm kiếm công việc mà mình yêu thích, chúng ta vẫn không hạnh phúc hơn. Khảo sát của Conference Board năm 2010 về sự thỏa mãn trong công việc ở Mỹ cho thấy chỉ có 45% người Mỹ hài lòng với công việc của mình. Con số này giảm đều đặn từ mức 61% ở lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1987. Như Lynn Francisco, giám đốc trung tâm nghiên cứu người tiêu dùng của Board, cho hay, đây không chỉ là một chu kỳ kinh tế tồi tệ. Xuyên suốt chu kỳ lên và xuống của kinh tế trong 2 thập niên vừa qua, con số thỏa mãn trong công việc đều có chiều hướng đi xuống. Trong số những người trẻ, nhóm người quan tâm nhắc đến vai trò của công việc trong cuộc đời họ, có 64% số người trong họ cho hay họ không hạnh phúc với công việc của mình. Và đây là mức độ kém hài lòng cao nhất từng được đo lường qua khảo sát cho bất kỳ nhóm tuổi nào trong lịch sử 2 thập niên vừa qua. Nói cách khác, thử nghiệm lấy đam mê làm trọng tâm trong sự nghiệp có thể được đánh giá là thất bại. Càng chú trọng vào việc yêu thích công việc mình làm, chúng ta càng khó có cảm giác thích thú. Dĩ nhiên, những số liệu này không rõ ràng như các yếu tố khác đóng vai trò trong việc làm giảm niềm hạnh phúc trong công việc. Để hiểu hơn về vấn đề này, chúng ta có thể tìm hiểu các nguồn khác. Hãy cùng xem qua quyển sách nói về sự bất mãn của tuổi trẻ, Butterfly Crisis: The Unique Challenge of Life in Your 20s, dịch nghĩa là khủng hoảng đầu đời, thử thách của cuộc sống trong những năm 20 tuổi, của 2 tác giả Alexandra Robin và Abby Wilner. Quyển sách này tổng hợp lại những câu chuyện của những người trẻ trong độ tuổi 20, những người cảm thấy mất định hướng trong thế giới công việc. Lấy ví dụ như của Scott, 27 tuổi, đến từ Washington DC. Công việc của tôi lúc này không thể hoàn hảo hơn được nữa, Scott cho biết. Tôi lựa chọn theo đuổi sự nghiệp mà tôi biết rất rõ rằng mình yêu thích, chính trị. Tôi yêu thích văn phòng của mình, bạn bè của tôi, kể cả sếp tôi. Tuy nhiên, những hứa hẹn hấp dẫn của thuyết đam mê khiến Scott
Tự hỏi liệu công việc hoàn hảo này đã đủ hoàn hảo chưa? Nó không trọn vẹn. Cậu lo lắng khi suy ngẫm về công việc của mình rằng, cũng như tất cả các công việc khác, công việc của cậu bao gồm những trách nhiệm khó khăn. Và từ lúc đó, cậu bắt đầu lại hành trình tìm kiếm công việc của đời mình. Scott nói, tôi tự hứa với lòng rằng sẽ khám phá những thú vị, những lựa chọn thú vị khác. Nhưng tôi đang gặp khó khăn trong việc suy nghĩ về một sự nghiệp hấp dẫn. Jill, một bạn trẻ khác trong Waterfly Crisis, cho hay, tôi tốt nghiệp đại học và tôi không muốn điều gì khác ngoài việc tìm được công việc của đời mình. Và không có gì ngạc nhiên khi mọi công việc mà Jill thử qua đều không đáp ứng được chuẩn mực cao này. Ellen, 25 tuổi, thất vọng nói, tôi thật sự không biết mình muốn làm gì nữa. Đến nỗi tôi thậm chí không nhận ra tôi đang hy sinh những gì. Và cứ thế, những câu chuyện ngày càng phổ biến ở mọi độ tuổi này, từ sinh viên cho đến những người trung niên, đều hướng đến cùng một kết luận. Thuyết đam mê không chỉ sai lầm, mà còn nguy hiểm nữa. Khuyên nhủ một người nào đó theo đuổi đam mê không chỉ đơn giản là một hành động của sự lạc quan ngây thơ, mà còn có thể là cơ sở tạo nên một sự nghiệp khiến người trong cuộc bối rối, băn khoăn và lo lắng. Vượt khỏi niềm đam mê. Trước khi tiếp tục, tôi cần nhấn mạnh một điểm rất rõ ràng rằng, đối với một số người, theo đuổi niềm đam mê hoàn toàn có tác dụng. Lấy ví dụ, trong thư viện lưu trữ của Roadtrip Nation, có một bài phỏng vấn của tờ Rolling Stone với nhà phê bình phim Peter Travers. Ông khẳng định rằng từ khi còn là một đứa trẻ, ông đã luôn theo một quyển sổ, đem theo một quyển sổ vào rạp chiếu phim để ghi lại những suy nghĩ của mình. Sức mạnh của đam mê thậm chí còn rõ ràng hơn khi bạn nhìn vào sự nghiệp của những cá nhân tài năng. Chẳng hạn như các vận động viên chuyên nghiệp, bạn khó mà tìm được một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nào nói rằng họ không đam mê môn thể thao này từ nhỏ. Khi tôi chia sẻ ý tưởng của mình, thì một số người đã sử dụng các ví dụ kiểu như thế để gạt đi kết luận của tôi về niềm đam mê. Họ nói đây là một trường hợp mà người này đã theo đuổi thành công đam mê của mình. Chính vì thế, theo đuổi đam mê là một lời khuyên hữu ích. Và lập luận này thật sự rất thiếu sót. Chỉ thấy một vài trường hợp hiệu quả không có nghĩa là tất cả đều hiệu quả. Thay vào đó, chúng ta cần phải nghiên cứu một số lượng lớn và tìm hiểu xem cái gì phát huy tác dụng đối với đa số. Và khi bạn nghiên cứu một nhóm lớn những người đam mê công việc họ làm, khi tôi đã làm khi thực hiện nghiên cứu cho quyển sách này, bạn sẽ thấy rằng hầu hết không phải tất cả sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện phức tạp hơn nhiều so với việc đơn giản tìm ra một đam mê tồn tại từ trước và theo đuổi nó. Chính vì vậy, những ví dụ như Peter Trevor hay các vận động viên chuyên nghiệp là ngoại lệ, hay có chăng là những trường hợp hiếm hoi của họ nhấn mạnh thêm nhận định của tôi rằng đối với hầu hết mọi người, theo đuổi đam mê là một lời khuyên tồi tệ. Kết luận này truyền cảm hứng cho một câu hỏi quan trọng tiếp theo. Không có thuyết đam mê dẫn dắt chúng ta, vậy thì chúng ta nên làm gì? Nên làm gì cả nhà ơi? Đây là câu hỏi mà tôi đã giải đáp trong 3 quy tắc, sẽ giải đáp trong 3 quy tắc tiếp theo. Những quy tắc này ghi chép hành trình của tôi trong công cuộc tìm kiếm cách mà một người cuối cùng cũng thật sự yêu thích công việc mình làm. Nó thể hiện một sự chuyển hướng trong giọng văn tranh luận được sử dụng ở đây sang một thứ mang tính cá nhân hơn. Những bằng chứng về nỗ lực của tôi trong việc nắm bắt sự phức tạp và mơ hồ của sự thật về hạnh phúc trong công việc. Khi đã hiểu rõ về thuyết đam mê rồi, bây giờ chúng ta có thể làm sáng tỏ một lời khuyên nghề nghiệp thực tế nhưng đã bị che khuất trong bóng tối từ rất lâu. Quá trình này sẽ bắt đầu trong quy tắc tiếp theo mà tôi đã phát hiện ra khi tìm đến một nguồn thông tin ít ai nghĩ tới, một nhóm nhạc sĩ nhạc đồng quê đang luyện tập tại vùng ngoại ô Boston. Rồi, vậy là thế là xong cái phần quy tắc số 1 rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tổng kết lại cái phần quy tắc số 1, đừng theo đuổi đam mê, với 3 cái chương nhỏ là đam mê của Steve Jobs, kể về cái con đường của ông lập nghiệp trước khi thành lập Apple nha. Và chương số 2 là đam mê rất là hiếm hoi.
phải nhờ có thời gian rồi nhờ có sự tinh thông nữa thì mình mới có thể đam mê được công việc. Rồi cái tim chương số 3 là đam mê rất là nguy hiểm. Tại vì nó chỉ một số ít người theo đuổi thành công từ nhỏ đã thành công giống như là một số vận động viên thôi. Còn đa phần mọi người là sẽ chật vật mình tìm ra cái mình làm công việc rồi mình mới hiểu về công việc hơn và mới có thể phát triển cái niềm đam mê. Nhưng mà một số người lại không có tìm ra được niềm đam mê và họ cứ nhảy việc liên tục á. Rồi hôm nay ngắn ngắn như vậy thôi nha cả nhà. Cả nhà hãy nghe, có thể là nghe đi nghe lại những cái phần này để mình càng hiểu rõ hơn, chứ không bao giờ mà đọc qua một lần là mình đã nắm hết được ý của tác giả đâu. Ngay cả bình thường mình nói chuyện mà mình khi mình nói với người khác, khi trao đổi thông tin bình thường thì cũng có những cái sự tiếp nhận thông tin nó không hoàn toàn 100% mà. Còn tác giả thì viết ngắn gọn súc tích nên mình phải ngẫm nghĩ nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cái phần đọc sách của Thủy. Cả nhà ơi, hôm nay Thủy được chia sẻ về cái năng lượng, cái gọi là cái lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn nó sẽ giúp cho mình tăng năng lượng tích cực trong cuộc sống rất là nhiều. Và cái năng lượng của mình nó sẽ cao thì gọi là mình sẽ thu hút được người cùng tầm. Năng lượng cao thu hút năng lượng cao nha. Nên thành ra là Thủy rất là cảm ơn cả nhà chú ý lắng nghe. Cảm ơn cả nhà đã có những cái nhận xét giúp cho Thủy càng ngày càng phát triển. Cảm ơn cả nhà đã gửi những cái like hay là thả tim cho Thủy nha. Cảm ơn. Rồi bây giờ là cùng chúc nhau sức khỏe ở đây. Mỗi ngày mình đều có một cái ly wellness như thế này nè. Mời cả nhà, mình uống được phân nửa rồi. Cảm ơn Wellness đã cho Thủy sức khỏe mỗi ngày. Bye bye.